Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình cùng với các bạn sẽ dạo quanh một vòng chợ Myeongdong ở Seoul nhé. Chợ Myeongdong là thiên đường mua sắm và ăn vặt mà bất kỳ du khách nào đến Hàn Quốc cũng không thể bỏ qua. Chúng ta cùng đi ăn vặt thôi nào. Khi ăn vặt các món ăn đường phố ở chợ Myeongdong thì các bạn cứ yên tâm về giá cả nhé, bởi vì trên các quầy hàng đều có niêm yết giá rất là rõ ràng. Giá của một món ăn dao động từ 5.000 cho đến 6.000 won, tương đương khoảng 110.000 đến 130.000 tiền Việt. Các món ăn đường phố ở đây rất là hấp dẫn nên khu chợ lúc nào cũng nhộn nhịp du khách. Và bây giờ chúng ta cùng thưởng thức các món ăn nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau dạo qua các shop mỹ phẩm nào. Myeongdong nằm ở quận Chung-gu với rất nhiều cửa hàng mỹ phẩm nội địa và thời trang. Ở đây chúng ta có thể bắt gặp rất là nhiều các thương hiệu quen thuộc như Tony Moly, Natural Republic, Innisfree. Đặc biệt là các showroom này thường hay phát quà tặng miễn phí là các mẫu thử, nên các bạn đừng ngần ngại ghé qua, chắc chắn bạn sẽ được một vài loại mặt nạ free đó. Và video clip tại chợ Myeongdong của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan đến chợ Myeongdong thì các bạn hãy vui lòng để lại bình luận bên dưới cho mình nhé. Các bạn cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.